Dạ, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Tiếp tục, miền Tây Hậu Giang xin phép cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Thông báo khẩn tìm người đến một số địa điểm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10. Sở Y tế Hậu Giang vừa có thông báo khẩn tìm người liên quan đến người bệnh COVID-19 tại khoa nội thần kinh hô hấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang ghi nhận 2 trường hợp bệnh COVID-19 tại khoa nội thần kinh, hô hấp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang thông báo tìm người liên quan đến người bệnh COVID-19 tại khoa nội thần kinh, hô hấp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang như sau. Tất cả người dân đã đến cung cấp dịch vụ khám bệnh, nuôi bệnh và các bệnh nhân đã xuất viện tại khoa nội thần kinh, hô hấp. Người dân đã đến căng tin bệnh viện và mua bán trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang trong thời gian từ ngày 16 tháng 10 năm 2021 đến ngày 18 tháng 10 năm 2021. Nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe đúng quy định. Trước đó, ngày 18 tháng 10, qua xét nghiệm COVID-19 định kỳ cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với COVID-19. Hai bệnh nhân này là hai cha con. Người cha là bệnh nhân bị tiền sử lao phổi nhập viện điều trị bệnh 3 ngày trước đó tại khoa nội thần kinh hô hấp tại bệnh viện. Bệnh nhân được chuyển viện từ Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Thời điểm mới nhập viện, test nhanh SARS-CoV-2 ở Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp và tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều âm tính. Sau 3 ngày nhập viện, bệnh viện đã thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 định kỳ cho bệnh nhân và người bệnh và người nhà bệnh nhân theo quy định, ghi nhận 2 trường hợp trên dương tính. Bệnh nhân đã được chuyển điều trị tại Trung tâm ICU điều trị bệnh COVID-19 của tỉnh, khu Bệnh viện Phổi tỉnh. Hiện tại, bệnh viện đã phong tỏa khoa nội thần kinh hô hấp, tạm thời không nhận khám chữa bệnh ngoại trú, tuy nhiên vẫn nhận khám chữa bệnh cấp cứu. Bệnh viện đang triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, đang triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả các bệnh nhân và người bệnh. Người nhà bệnh nhân tại bệnh viện với trên 770 người. Sau khi có kết quả xét nghiệm COVID-19, bệnh viện sẽ có những giải pháp kiểm soát dịch tiếp theo để kiểm soát ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Tiếp theo, phần tin COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong 1.021 bệnh nhân COVID-19 ghi nhận từ đầu đợt dịch đến nay ở Hậu Giang đã có 653 người khỏi bệnh. Hơn 78% dân số Hậu Giang trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. 19 ngày qua, mỗi ngày đều ghi nhận người nhiễm mới là những trường hợp người dân về từ ngoài tỉnh. Cụ thể, ngày 1 tháng 10 đến nay đã có 419 người nhiễm COVID-19. Còn tại ổ dịch ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, những ngày qua ghi nhận một số trường hợp nhiễm bệnh là F1 liên quan ổ dịch này sau một số ngày không có người nhiễm mới liên quan. Tổng số bệnh nhân từ đầu đợt dịch đến nay tại Hậu Giang đã là 1.021 trường hợp. Tuy nhiên, số này có 653 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Số tử vong vẫn là 2 tại tỉnh và 1 sau khi chuyển tuyến. Hiện còn 1 bệnh nhân chuyển tuyến trên đang điều trị. Trước đó có 1 bệnh nhân chuyển tuyến được điều trị khỏi và xuất viện. Hiện còn 363 trường hợp đang điều trị tại 4 cơ sở được thiết lập tại tỉnh. 3 bệnh viện dã chiến, 2 tại huyện Quỳ Thủy, 1 tại một huyện Châu Thành A và một trung tâm ICU Bệnh viện Phổi tỉnh. Số người từ ngoài tỉnh về địa phương ghi nhận được trong ngày 19 tháng 10 là 253 người, thấp nhất trong nhiều ngày qua. Hiện số người đang được cách ly tập trung 4.088 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú 1.440 người, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 6.107 người. Thành phố Vị Thanh vươn lên dẫn đầu tỷ lệ tiêm vaccine Verocell đạt gần 105%. Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, tính đến tối ngày 19 tháng 10, tỉnh đã tiêm được 290.336 liều trên 400.000 liều vaccine Verocell, đạt tỷ lệ 73,9%.
93%. Tuy nhiên, tổng số liều tiêm hôm nay thấp hơn những ngày trước đó. Trong đó, dẫn đầu là thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A đạt 92,01%, thị xã Long Mỹ đạt 88,37%, huyện Vị Thủy đạt 80,62%, thành phố Ngã Bảy đạt 78,88%, huyện Long Mỹ đạt 75,78%, riêng huyện Phụng Hiệp đạt 45,82%. So với ngày hôm qua, huyện đã tăng hơn 10%. Trong ngày 19 tháng 10, với sự hỗ trợ của Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành A, tổng liều tiêm tại huyện Phụng Hiệp là 12.772 liều, tăng hơn 2.700 liều so với ngày 18 tháng 10. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người dân Hậu Giang đã được tiêm vaccine là 435.142 người, trong đó có 51.175 người đã tiêm đủ 2 mũi, 383.967 người mới tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 78,40% trên tổng dân số từ 18 tuổi trở lên. Cũng trong ngày, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A đã có tờ trình gửi Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xem xét điều chỉnh lại chỉ tiêu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người 18 tuổi trở lên trên địa bàn từ 48.856 xuống còn 46.816 đối tượng theo thực tế có mặt ở địa phương hoặc là người dân của huyện nhưng được tiêm tại các công ty, xí nghiệp, nơi làm việc. Ngày 21 tháng 10, huyện sẽ tiêm cho người hoàn thành cách ly 95 người và 102 người chưa được tiêm ở khu thiết lập vùng cách ly y tế thuộc xã Tân Phú Thạnh và thị trấn Cái Tắc. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tính từ 6 giờ ngày 19 tháng 10 đến 18 giờ ngày 19 tháng 10. Thông tin ca nhiễm COVID-19. Từ 6 giờ ngày 19 tháng 10 đến 18 giờ ngày 19 tháng 10, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 11 ca mắc mới, bao gồm 1 trường hợp về từ Campuchia, 9 trường hợp là người về từ ngoài tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh 5, tỉnh Bình Dương 2, tỉnh Long An 1, tỉnh Tây Ninh 1, và 1 trường hợp là F1 liên quan ổ dịch xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Cộng dồn từ 18 giờ ngày 18 tháng 10 đến 18 giờ ngày 19 tháng 10 ghi nhận 16 ca mắc mới. Số ca mắc là người về từ ngoài tỉnh. Tính từ ngày 1 tháng 10 đến hiện tại là 419 ca, Campuchia 1 ca, thành phố Hồ Chí Minh 201 ca, Bình Dương 166 ca, Long An 23 ca, Đồng Nai 10 ca, các tỉnh khác 18 ca. Tính từ đầu dịch ngày 8 tháng 7 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 1.021 ca, đã được Bộ Y tế công bố 1.008 ca, trong đó có 591 ca mắc là người về từ ngoài tỉnh, 310 ca mắc là F1 đã được cách ly tập trung, 110 ca mắc cộng đồng và 10 ca mắc trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng. Tình hình điều trị bệnh COVID-19. Tổng số ca được điều trị khỏi trong ngày 25 ca, tử vong tại tỉnh 2 ca, số ca chuyển tuyến điều trị 3 ca, đã tử vong 1 ca, 2 ca đã điều trị khỏi, được xuất viện trở về địa phương. Số bệnh nhân hiện đang điều trị 363 ca, trong đó điều trị tại trung tâm ICU Bệnh viện Phổi tỉnh 29 ca, Bệnh viện Dã chiến Nguyễn Thủy cơ sở 1 72 ca, Bệnh viện Dã chiến Nguyễn Thủy cơ sở 2 Trung đoàn 114 195 ca, Bệnh viện Dã chiến Châu Thành A cơ sở 2 67 ca. Tình hình giám sát phòng chống dịch COVID-19. Số người đang được cách ly tập trung 4.088 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú 1.440 người, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 6.107 người. Số người từ ngoài tỉnh về địa phương ghi nhận trong ngày 19 tháng 10 là 253 người, giảm 88 người so với ngày 18 tháng 10. Đã cách ly tập trung 195 người, cách ly tại nhà 27 người, tự theo dõi sức khỏe 31 người. Dạ vâng, cảm ơn bà con vừa xem xong cái video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như trên địa bàn cả nước. Nhờ bà con mình chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như là trên địa bàn cả nước. Thì có những thông tin nào mới
thì miền Tây Hậu Giang cố gắng cập nhật nhanh nhất và sớm nhất để cho bà con mình sớm nắm bắt được những cái thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19. Thì miền Tây Hậu Giang cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã theo dõi cái video, thì nhờ bà con mình chia sẻ cho nhiều người được biết cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và được cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh miền Tây Hậu Giang ạ. Vâng, miền Tây xin chào, hẹn gặp lại.